Ok, hello, chào các bạn, mình là Subi đây. Cho là mình sẽ làm tiếp một video nữa về Free Fire các bạn. Thì trước bắt đầu video, thế thôi mình cho mình xin một like được kênh nhá. Và đừng quên bấm chuông bên cạnh đăng ký nhận thông báo mỗi khi ra video nha các bạn. Thì ok, hôm nay thì mình sẽ làm tiếp một video nữa về tay một quần máu. Và hôm nay mình sẽ... cái này chưa cho mình máu này. Ok, ok, bây giờ mình sẽ lên lóc sửa nha các bạn ơi. Tại vì là lao đầu gặp lóc sửa luôn á. Trời ơi, thế nên phải lên lóc sửa luôn, không là bọn nó qua cản đấy. Với cả là mình gặp team danh cao thủ này các bạn ơi, tại vì ở nãy mình có gặp team này một lần rồi ấy, thế nên là team đó sẽ biết là mình tay một quần máu, thế nên mình phải leo lên nhanh. Với cả là từ từ, cái bạn số 4 này là trong danh sách hiện bị của mình mà vãi. Bạn đã có kia bạn mình luôn đi. À chết rồi, đặt nhầm rồi, ngu rồi, chết rồi, khó chết mẹ mày rồi con. Thế nên là không nên đặt quả đó, mình hơi ngu rồi, tôi không xong sao cả tuổi thôi. Ok, xin đặt tiết kiệm keo nha các bạn. Kia. Ôi dồi ôi, mình đặt ngu quả đầu rồi, đáng lẽ là quả đầu là leo lên đầu bạn đó mà lại mình lại đặt làm gì nhở? Ngáo đá. Ôi, hơi ngu một tí. Không sao, ok lên, ui dồi ôi. Quay gì vậy? Khổ thế. Lên, không là chết. Biết thì quả đầu mình không đặt. Nhầm. Sẽ khổ ấy nhở. Mình quên mất, mình lỗi kỹ thuật quá các bạn ơi. Trời ơi, lên nhanh cả bọn nó lên. Ôi, bạn kia lên được rồi kìa. Ghê vậy, mình cũng muốn lên. Ôi dạ mẹ đi. Mình mẹ giờ lên được lại. Khổ thế nhở. Mình đặt nhầm cả đầu. Tại sao mình lại quên như thế? Một điều đơn giản như thế mà mình cũng phải có thể quên. Rồi, lên rồi. May quá. Trời ơi, má mất tận 1 phút vì cái leo cái này. Trời ơi. Thật là quái trưởng các bạn. Tại sao mình lại như thế được? Không sao, bây giờ ra xem còn lò có lên không nhé các bạn. À không, ra đầu thì là gì đó, keo mà lên. Ờ đúng rồi, nó không có keo để lên đâu, thế nên mình ra xa phải keo đấy nha các bạn. Má thề lần sau mình sẽ không để như thế này nữa. Mình quên mất là bạn đó đi theo mình, bạn đó ngồi lù xuống cho mình lên đầu rồi mà mình lại đặt quả keo vào bên dưới như thế là hơi ngu một tí. Mình lên đầu tao ngồi nè. Tại vì là mình quen tay quá ấy, kiểu vẫn nhớ cái cảm giác của bên trước là không cần phải nhớ ai cho ngồi xuống để leo lên đầu mà chỉ cần đặt keo là có thể lên được rồi. Ở bên trước là nhặt được rất nhiều keo luôn mà, còn ở bên này là chỉ có vào keo thôi, thế nên là mình quên mất. Mình cứ làm sao ấy. Hơi lú một tí. Với cả là trận đầu tiên thành ra là chưa suy nghĩ kỹ. Tự nhiên đặt quả keo vào đầu như thế. Thôi, cứu bạn này đã. À quên, mình còn chưa ra đốt bo cơ kìa. Mình quên mất, thôi cứu người ta đi, cứu xong mình ra đốt sau. Trời ơi, cái điều đơn giản như thế này mà cũng có thể quên được. Ui vãi ạ, sao lại để chết như thế? Thôi không cứu được đâu, thôi bye bye. Quá khốn nạn. Đang rồi, không cứu được đâu. Rồi, cũng thôi là các bạn ơi. Có bố mình máu thôi, hy vọng là vẫn thắng được. Nay là có hai bạn nào chưa cho mình máu ý, tại sao không cho máu nhở? Biết mình tanh bầu không cho máu là sao? Ok. Thắng, thua làm sao được. Rồi, thắng rồi các bạn ơi. Từ từ nhặt súng về, chẳng có súng gì này. Ấy, có máu không cho mình máu là sao nhở? Chưa hiểu lắm. Ôi, lại ra tanh bo được nè, nhưng mà không, cái ra lại khó tanh bo lắm á, không tanh bo được đâu. Thế nên là đi bắn đi các bạn ơi. Nếu mà kiểu như là ổn thì mình sẽ xuống dưới hầm tanh bo nhá, còn không ổn thì thôi. Không ổn thì bắn thắng luôn cũng được. Đấy, gặp cao thủ là các bạn ơi, thế là rất là căng luôn á. Chiến là chiến thôi, mong là team mình nó không kẹt được mình. Mong là kiểu tí nữa nó không xuống dưới hầm nó kẹt mình. Với cả là chỉ mong là team mình sẽ kiểu lên hỗ trợ mình, dụ cho nó không để tới mình câu giờ, xong thì tí nữa mình xuống dưới hầm mình tanh bo chuẩn luôn. Với cả là nó biết mình tanh bo đấy các bạn ơi, tại vì ra đầu mình tanh bo lóc sướng như thế chắc chắn nó biết rồi. Thế nên là mình xuống dưới hầm cũng không an toàn lắm ấy. Nhưng có thể lên trên cũng được mà. Đúng. Thế nên là đợi cho nó xuống dưới hầm hết xong mình sẽ lên trên cũng được. Dụ cho nó xuống dưới hầm đi, xong thì nữa mình sẽ chạy lên trên này nha các bạn. Đó, mình nghĩ là sẽ ok. Mình mong là mình sẽ làm được điều đó, nhưng mà không biết có làm được không thì tí nữa mình sẽ biết sau nha các bạn ơi. Ok, giờ mong là team mình kiểu dụ được nó kiểu không tập trung tới mình nhá. À, mình đang đứng đây thì nó tập trung tới mình làm gì? Nó xàm đỉnh cao luôn. À, có khi nó xuống dưới hầm hết rồi đấy, tại vì là ở bên trên không thấy giao tranh kìa. Không thể có giao tranh chắc chắn nó xuống dưới hầm rồi. Được, nói chung là cũng khôn đấy, cũng thông minh đấy. Mình ngồi dưới bên này thế nên là mình không biết là chọn góc nào để lựa thời cơ xuống dưới hầm nhở. Ngồi đây không ổn lắm, giờ mình đứng đây nó cũng toang lắm ấy. À, từ, ấy đây. Này, ui từ. Nó phát hiện ra mình rồi, phải giết luôn. Rồi, một bạn. À, kia có keo kìa, ui dồi ôi. Mình không kịp bắn nó. Ai kìa, hay quá, vỗ tay. Cứ, nhanh cả chết. Ui, rồi. Mình có tận 10 hình máu cơ mà, thế nên là đơn giản. À, bên kia có người kia. Kia. Rồi, được luôn. Rồi, còn có một đứa ở bên trên kia thôi, mình sẽ hồi máu về đã nhá. Xong thì mình sẽ xử đứa này nhá. Từ, nó chết bo rồi. Ok, từ mình tách thôi là đừng giết nó. Ui giời ơi, trời ơi, ý mình nghĩ sao lại giết nó thế này nhờ. Đây,
Mình tanh bộ quần máu mà, bắn nó làm gì? Trời ơi. Ui, tính ra là lãi giờ gặp tanh bộ liên tục ý, mà bạn kia lại bẹn lại giết của mình kìa. Buồn thật sự luôn á. Thôi vứt keo ra mua một keo, yêu cầu mua keo đi. Có thể mua được không? Được không nhở? Úi chả được này. Vãi, không được, không mua được keo này. Thế thì khó rồi. Nếu mà mua được keo, 4 quả keo thì còn được. Nếu mà kiểu áp dụng cái lỗi mua keo ấy, kiểu 4 quả keo thì còn leo được, mà có 3 quả keo thì khó leo lắm ấy. Mong là leo được, mong là có người đi theo hỗ trợ mình. Khó thật sự luôn á. Rồi đi. Hỗ trợ nha, cố lên, cố leo được lên cái này nhá, không leo được là chết đấy. Ui dồi ôi, vừa nói xong mình lại ngã. Đừng. Má mình là người nói mà mình lại ngã là thế nào nhờ? Rồi. Mình sẽ đặt vào keo luôn, có thì bạn kia lên để cho mình keo sau. Không lên tiết kiệm keo quá, tiết kiệm keo là chết đấy. Rồi, cố lên đi xong cho keo nhá. Rồi, đưa keo đây. Ủa, sao tên địch không ra kẻ mình nhờ? Đưa keo đây. Keo đâu, máu đâu. Ủa? Lên đây không có keo là lên làm gì? Trời đất ơi. Trong bảo mình trước. Trời ơi, nào lên đi, cố lên. Ui dồi ôi. Bạn lên được thì bạn đấy lại không có keo hay sao ấy này? À đây. Ui tại sao giờ mình cho? Vai trưởng cho từ nãy giờ không có vẻ ổn hơn không? Nó lên nó kèm đấy. Rồi, lên. Ok. Ui. Nó kèm mình này. Rồi, làm sao kèm được nữa? Trời ơi. Nãy giờ lỗi quá là nhiều luôn ý. Round đầu thì leo lóc nó bị chậm này. Round thứ hai thì bạn đồng đội mình bạn đi ăn mất kill của mình này. Round thứ ba là đây. Để xem là round thứ ba mình sẽ làm gì nha các bạn ơi. Mong là mình sẽ ổn. khó ghê. Ra đây là mình có tất cả binh máu cơ mà, thế nên là mong là sẽ tanh bo được nhá. Trời ơi, vất tiếc cái rao gì nhỏ, cái rao mà theo đồng hồ vừa nãy, cái rao vừa nãy là suýt tanh bo được rồi mà bạn kia lại bàn thắng. Trời ơi, tiếc ghê chứ. Giờ đợi cho bo vào để tanh bo cái rao này cũng được và chiến thắng 4-0 luôn chứ còn gì nữa. Mà nghĩ đi nghĩ lại có thấy buồn cười cái rao đầu, má đặt nhầm keo. Không sao, lực chung là có sai lầm thì lần sau còn rút kinh nghiệm. ok, giờ để đợi cho bo vào thôi. Ui, mẹ đã lên ở đây nè, còn máu không? À, mẹ cho mình máu rồi còn đâu nữa. Mình có tất tẻ mình máu cơ mà, thế nên là mẹ đỏ hết máu rồi ấy. Rồi, trả lấy thằng 3-0. Ui, bên kia có cao thủ luôn mà, thế là rất là cao luôn ấy. Kia, lưu đại. Ui, ghê đấy, không tập trung là chết luôn. Rồi, cao thủ 53 sao này, mình 45 sao rồi, mình sắp lên 50 sao rồi ấy. 50 sao là lên cao thủ để xem là... Mình sẽ có video trận cuối cùng lên cao thủ cho bạn xem nhá. Để xem là trận đó mình sẽ như thế nào nha các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng là tanh bốc quần máu trận cuối cùng lên cao thủ. Đấy. Nhưng mà để tầm 5 sao nữa nha các bạn ơi. Hiện tại là mình mới có 4 năm sao thôi ý. Tại vì là PC Mobile tách nhau ra, thành ra là ghép trận nó bị lâu. Thế nên là leo danh khá là lâu ấy. Bình thường là OB trước thì mình còn leo danh khá là nhanh, còn OB này leo danh hơi bị lâu. Ui dồi ôi, con đùa đẹ lên này, thông minh đấy, biết chơi đấy. Không phải là biết chơi. Rồi, biết chơi cũng chết thôi, bo ở trên này à. Rồi, chuẩn bị quần áo thôi là các bạn. À, nó có thể nó sẽ ra ngoài kiểu nó bán mình đấy, không ra được đâu. Rồi, giữa bo luôn, đẹp luôn. Cũng hơi giữa bo đấy, tại vì là lầy một tí thôi. Ok, thắng luôn. Rồi, được luôn, cứu đồng đội luôn này, không chết được đâu. Rồi, 3-0 rồi đấy các bạn ơi, trả lấy thằng 4-0 luôn nhờ. Thằng 4-0 cho nó VIP bro. Ui, trả lấy là tanh bo cực nào thằng đeo lại luôn. Thôi, khó lắm ý, cái map này khó tanh bo cực kỳ luôn ý. Mà nãy giờ mình bắn được kill nào chưa vậy? À, có rồi. Nay mình có bắn được 1 kill ở cái map theo đồng hồ rồi. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà mới có 1 kill thôi sao? Trời ơi, nãy giờ toàn tanh bo luôn ý. Cái map theo đồng hồ vừa lấy mà tanh bo được là 2 rồi ý. Tanh bo liên tục 3 map luôn. Nhưng mà bạn này bạn thắng thì hơi buồn một tí. Đen thôi, đỏ quên đi. Đừng được không hiểu mình, buồn ghê. Nhưng mà hay một cái là gặp một bạn cao thủ với cả một bạn trong danh sách bạn bè của mình. Cái bạn này là có kết bạn bị có kết bạn với mình luôn ấy, thế nên là rất bất ngờ luôn. Tự nhiên gặp. Thôi không sao, gặp thì cũng được. Nhưng mà bạn đó cũng biết chiến thuật của mình rồi mà, nhưng mà tại sao bạn đó không cản mình được nhờ? Kỳ lạ thật. Phải cản được chứ. Ui kia. Ui ôi, suýt chết. Má đờ quá trời ơi. Nào. Cố lên, cố thắng luôn 3-0 nào. Thắng 3-0 cho đẳng cấp luôn. Nó khùng cái gì đó. Không phải thắng 3-0 mà thắng 4-0 mới đúng. Cái gì sao hôm nay mình lú thế nhờ? Mình nói cái câu gì nó cũng sai. Mày nín đấy. Rồi. Từ. Cẩn thận nhá, nó đằng sau kìa. Ui. Ui đằng sau làm gì vậy? Đàn ông con trai đi đằng trước đối đầu luôn chứ, đằng sau làm gì? Rồi. Hai kill. Đây. Ai da. Bên ngoài này à. Ui từ. Ai, từ. Cứu cái đã. Ui dồi ôi, khó ghê. Tự nhiên là mình hơi lỗi một tí. Mình kiểu trong đầu mình kiểu vừa muốn cứu vừa muốn có kill ấy, thành ra là nó bị lỗi kỹ thuật quá trời ấy. Nam. Thôi sao, ra lại mua MB đi. Mua MB bắn cho nó dễ. Mấy cả đây là súng tủ của mình mà, chả lẽ lại không mua. Đó, thế nên là bán súng này cho nó dễ thắng một tí. Rồi. Ok, cố gắng thắng luôn này các bạn ơi. Nãy giờ hơi đùa một tí á. Tự nhiên mất một round đấy, thắng 4-0 luôn rồi mà lại thắng mất một round như thế khá là tiếc luôn.
rồi, mình sẽ không để thua đâu nhé các bạn ơi. Ui, bên kia có nhiều kill thật sự và bên mình không có một kill nào, kiểu là có 2 kill 1 kill thì kia mà vẫn thắng được 3 round đấy các bạn ơi. Ảo thật đấy, ảo Makara thật sự luôn. Bên kia cố gắng có tận 4 kill 3 kill 2 kill các thứ mà trong khi đó chỉ thắng mình có mỗi 1 round thôi nha các bạn. Ui, cả rất là chênh lệch cực kỳ luôn ấy, thực sự luôn. Rồi bây giờ còn có 1 round nữa là thắng rồi ấy, thế nên là cố gắng lên nào, không được để thua là khá là phí đấy. Ui, nó muốn bắn mình hay sao ấy nhở? Từ, mình đang cầm két thần kỳ, thành ra là cũng hơi khó chắn đạn một tí, nhưng mà không sao hết, mình sẽ cố gắng hết sức của mình. Rồi, từ, nào, đây, ơ, đâu rồi, khoan đã còn đã, ma, đồng đội bị chết rồi kìa, đồng đội chết mất một người kìa, khó ghê, thôi ra đây, đi kiểu tập phòng thủ một tí, không nên không ẩu. Ui dồi ôi, chết đây, đừng thế là chết đấy, từ ra đây, nào, đâu hết rồi, để mình bán nào. Ui, bạn kia bị chết đâu kìa, đừng mà, tại sao lại không ẩu như thế, ra cho nó giết là sao. Từ bật Chrono lên cứu, ai cứu được luôn. Wow, từ, wow, cái gì vậy, chạy. Ui, vai, mình bắn cái kiểu gì vậy. Mong là cân 4 được. Ủa, từ nãy có một bạn lốc rồi mà lại cứu được rồi kìa. Vãi, được luôn. Cân 4, rồi, cân 1, mới có một đứa thôi, từ, bình tĩnh. Mới có một đứa thôi mà, thế nên là từ, bình tĩnh thôi nào. Wow, mình còn gần hết đạn rồi chứ, còn có 80 viên, không sao hết, vẫn đủ để cân 4. Bình thường. Bốc phét ít thôi. Nhưng mà từ, không ổn đâu. Cân 4 khó lắm á, đâu có dễ đâu. Ai da, hết máu rồi. Ui, lựu đạn, vai trưởng, chết vừa lựu đạn kìa, buồn ghê, rồi không sao hết, cố gắng thắng luôn nè các bạn ơi. Ui giời ơi, chả lẽ là để cho nó lật kèo, đừng mà, thắng luôn đi, nice, suy để thắng 4-0 đấy, chẳng qua là hơi lốt kỹ thuật một tí thôi, thế nên là bây giờ cố gắng thắng luôn đi, không là lên 3-3 nó lật kèo đấy, bên địch có cao thủ mà, thế nên là bắn rất là hay luôn, với cả là phải đề phòng, không là chết đấy, đây, một người, từ, ui, nó đây nữa. Có vai, mình không cần bắn ở tầm xa như thế này đâu ấy. À đây. À nó chết rồi, may quá mình quá. Rồi, cố lên. À, bạn này nãy giết mình khá là nhiều này. À đâu, mình có một lần thôi nhưng mà cũng hơi nhiều rồi. Thế cũng là nhiều rồi. Tự nhiên mình đang cứu đồng đội mà bạn này cứ bắn mình. Rồi. Ơi, có một người kia, cố lên. Mình tin là sẽ thắng được round này. Wow. Mac 10, nhờ Mac 7 chứ. Ôi dồi ôi, vai trưởng, lỗi kỹ thuật thật sự. Không sao, nói chung là vẫn thắng rồi. Đồng đội mình gánh mình thế này cơ mà, đương nhiên là thắng rồi ấy. Nhưng mà mình ít kill vai nhờ. À không, vẫn MVP này, đùa à. Rồi ok, nói chung là hôm nay mình quay video là hơi lỗi một tí. Tại vì là kẻ rao đầu mình, leo lót sửa là hơi bị kiểu đặt nhầm kèo ấy. Với cả là kẻ rao thứ 2 thì suýt được tanh bo, kẻ rao thứ 3 thì ok lại, kẻ rao thứ 3 thì ok. Còn cái đao thứ 4 thì suy thằng 4-0 đấy. Trời ơi, không sao được chứ nào. Chắc mình sẽ dừng video nha. Và nếu thấy mình, cho mình xin một like một kênh nhá. Và kênh bấm chuông bên cạnh nút ký nhận thông báo mỗi mình ra video nha các bạn ơi. À đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn nhá. Đây, bạn bè của mình đấy các bạn ơi. Đó, thế nên là vừa nãy mình nói là gặp bạn bè của mình là có thật mà các bạn ơi. Đấy, rồi ok, bye bye các bạn nha.